Mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái món, đó là món cà tím chiên nước sốt. Thì cái món cà tím chiên nước sốt này trông rất là đơn giản, dễ làm, nhanh gọn lẹ, một cái món ăn rất là đạm bạc và gần gũi với mọi người. Cái nước sốt chua chua ngọt ngọt, cay cay mặn mặn ở trong rất là ngon. Rồi mọi người muốn biết mình làm cái món cà tím chiên nước sốt này như thế nào thì mọi người hãy cùng mình để vào bếp làm ngay cái món cà tím chiên nước sốt để ăn nha mọi người. Hai, Kelly Lock Bí Nấm xin chào mọi người. Hôm nay mình làm một cái món cà tím chiên. Thì cái món cà tím chiên này mình có chuẩn bị những cái nguyên liệu ra đây hết rồi mọi người. Bây giờ mình quay sơ qua cho mọi người biết là mình làm cái món cà tím chiên này như thế nào nha mọi người. Thì cái món này trông rất là đơn giản, dễ làm nhưng mà ngon mọi người à. Rồi thì cái món cà tím của mình có chuẩn bị là ba trái cà tím to và tỏi, đậu hành với hành lá, quả cà, ớt, ớt đỏ, ớt xanh. Những cái hành, tỏi, ớt, cà này là một chút nữa mình làm một cái gia vị. Thì cái món cà này trông rất là đơn giản, dễ làm, chỉ là cà thôi mọi người. Nhưng mà mình sẽ chế biến một cái món ăn trông rất là đơn giản và ngon, để cho mọi người cùng thưởng thức cái món cà tím nha mọi người. Thì thường thường là cà tím chế biến rất là nhiều món luôn mọi người, nhưng mà tùy theo cái cách khẩu vị và cái sở thích của mình ăn, mình thích cho thêm vào cái gì thì mình cho nha. Chẳng hạn như là mình cho thêm thịt bằm thì cũng là một cái món cà tím cũng rất là ngon. Còn hôm nay thì mình làm một cà tím, chỉ có cà tím thôi mọi người, với những cái nguyên liệu nên nếm cái món cà này chỉ là đơn giản thôi: tỏi, hành, ớt, cà. Rồi bây giờ mình đem những cái nguyên liệu này mình đi làm sạch và sau đó thì mình đem đi làm một cái món cà chiên nha mọi người. Thì trước tiên mình đem ba trái cà tím này đi rửa và sau đó thì lột tỏi. Bây giờ mình cho cà tím mình đem đi cắt nha mọi người. Thì cà tím này mình sẽ cắt đôi cà tím này ra, mình để nguyên cái cuống nha mọi người. Rồi bây giờ mình chẻ đôi cái trái cà tím ra nha mọi người. Mình chẻ cho hết ba trái cà tím còn lại nha mọi người. Mình để nguyên trái còn cuống luôn nha mọi người. Rồi mọi người ơi, cà thì mình đã chẻ đôi và mình tạo kiểu thì mình gọt một ít cái vỏ này ra để cho trái cà của mình nó đẹp và nó nổi bật nha. Rồi mọi người ơi, sau khi mình đã chuẩn bị những cái gia vị cho cái món cà tím chiên thì mình quay sơ qua để cho mọi người cùng biết là cái gia vị làm cái món cà tím chiên nha mọi người. Thì cà thì mình đã cắt nhỏ rồi, và hành lá thì mình cũng cắt nhỏ. Thì mình có chuẩn bị là hạt nêm, đường, mắm, ớt xanh và ớt đỏ với đầu hành lá và tỏi, hành tím. Chỉ có cà thôi mà cái gia vị cho cái món cà này trông rất là nhiều món luôn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đem những cái này đi mix lại cho ra một cái gia vị cho cái món cà tím chiên nha mọi người. Có chuẩn bị một cái cấu, sau đó thì mình cho tỏi vào và mình cho ớt vào, mình giã nhuyễn, mình cho hành tím vào luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình giã cái này cho nó nhuyễn nha mọi người. Mình đã giã nhuyễn rồi, bây giờ mình tiếp tục cho đầu hành lá vào, mình giã tiếp nha mọi người. Rồi mình đã giã nhuyễn rồi, bây giờ mình múc cái này ra tô. Mình có chuẩn bị cái tô, bây giờ mình múc cái ớt tỏi mình đã giã rồi, mình cho ra tô nha mọi người. Sau đó thì mình đã cho những cái ớt tỏi mình đã vớt nhuyễn mình cho ra tô rồi. Mình cho cà vào luôn nha mọi người. Mình cho cà vào, mình nghiền cho cái cà này nó nhuyễn, nó hòa với cái này nha. Rồi sau đó thì mình nêm nếm cho gia vị vào, ấn những cái cà này cho nó nhuyễn ra nha mọi người. Mình sẽ nghiền cái cà này cho cái cà này nó nát và nó nhuyễn ra nha mọi người. Rồi mọi người ơi, sau khi mình đã giã nhuyễn rồi, bây giờ mình cho cái đường cát vào nha mọi người.
mình cho một ít hạt nêm vào luôn nha mọi người. Sau đó mình cho nước mắm vào. Rồi bây giờ mình trộn đều cái gia vị lên nha mọi người. Vậy là mình đã có một cái gia vị để cho cái món cà tím nha mọi người. Rồi vậy là đã xong. Trông rất là ngon. Mình cho cái chảo lên lò và mình bấm lửa rồi. Bây giờ mình cho dầu ăn vào nha mọi người. Mình chiên cái này thì mình cho cái dầu ăn nó hơi nhiều một chút nha mọi người. Dầu đã nóng, bây giờ mình cho cà vào mình chiên nha mọi người. Cái cà này nó hơi to quá mọi người ơi. Rồi bây giờ mình chiên cà nha mọi người. Rồi bây giờ mình đặt cà qua nha mọi người. Cái cà này mình phải chiên hai lần mọi người à, tại cái cà nó rất là to. Mình cho vào cái chảo nhưng mà cái chảo này nó không vừa với cà luôn mọi người. Rồi bây giờ mình chiên cái cà này để cho hoàn tới và chín tới nha mọi người nha. Sau khi cà mình đã chiên thì cà cũng đang vàng tới, mình trở qua trở lại để cà nó vàng tới là được nha mọi người. Cà cũng sắp vàng và sắp chín tới rồi. Cái chảo thì mình bỏ được có hai trái mọi người, nếu mà trái nhỏ hơn thì mình bỏ hết vào được, còn cái này nó dài quá mọi người, bỏ nó không có vừa đã gì, mình để cái cuốn á nó dài thêm nữa mọi người à, nên chiên nó hơi bị tản một chút. Rồi bây giờ mình chiên thì cái cà nó cũng đang chín tới rồi mọi người, nó vàng tới rồi, trông rất là ngon ha. Rồi mọi người ơi, sau khi mình chiên cà thì cũng đã vàng rồi. Bây giờ mình tắt lò nha mọi người. Cà thì cũng đã vàng và mềm tới rồi, trông rất là ngon ha, rất là thơm luôn. Rồi bây giờ mình tắt lò, mình gấp cái cà này ra đĩa. Chuẩn bị cái đĩa, bây giờ mình gấp cà đây nha mọi người. Rồi bây giờ mình gấp cà ra. Cà này cũng dài luôn mọi người. Wow. Nhìn rất là ngon. Bây giờ mình gắp cho hết cái ba chiếc cà này ra đĩa nha mọi người. Cà thì mình đã cho ra đĩa rồi. Nhìn trông rất là hấp dẫn và ngon mọi người. Cà mình chiên vàng tới trông rất là ngon ha. Sau khi cà mình đã gắp ra rồi, cái chảo của mình còn nóng và cũng còn một ít dầu. Bây giờ mình cho cái nước sốt này vào mình nấu nha mọi người. Nước sốt của mình thì cũng đang sôi tới này mọi người. Bây giờ mình trộn đều lên nha. Cái nước sốt đơn giản như vậy mà ngon lắm mọi người. Nó có vị chua cay, mặn ngọt, rất là đậm đà. Ngon quá mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, nước sốt của mình thì cũng đã sôi và chín tới rồi. Mình cho một ít hành lá vào nha mọi người. Rồi bây giờ mình tắt lò, mình cho cái nước sốt này lên cà nha mọi người. Nhìn trông rất là ngon quá. Cái nước sốt của mình trông rất là ngon luôn mọi người. Rồi bây giờ mình rưới nước sốt của cái cà lên đĩa nha mọi người. Mình cho lên đĩa. Rồi cái món này đơn giản nhưng mà ngon lắm mọi người. Nhìn trông rất là ngon và hấp dẫn quá đi mọi người. Mình không biết nói gì luôn đó mọi người. Nói chung là cà tím mình chế biến rất là nhiều món. Cà tím thì thường thường mọi người hay làm thịt bằm, nhưng mà làm thịt bằm thì ăn hồi nó cũng ngán. Mọi người làm cái vị chua chua ngọt ngọt cay cay như cái vị của mình vậy, mọi người ăn nó không ngán đâu, nó ngon lắm mọi người. Rồi cà của mình cho lên đĩa và cái nước sốt của mình trông rất là ngon luôn mọi người.
Rồi mọi người ơi, sau khi cà tím chiên nước sốt thì mình đã cho ra đĩa rồi. Bây giờ mình còn lại một ít hành lá, mình rắc thêm nha mọi người nha. Nhìn trông rất là ngon và hấp dẫn đó mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, thì sau khi cà tím chiên nước sốt thì mình đã cho ra đĩa rồi. Bây giờ mình không để mọi người đợi lâu nữa. Bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món cà chiên nước sốt này như thế nào nha mọi người. Cà tím mọi người để nguyên trái đem đi chiên thì làm cái nước sốt giống như mình vậy, ăn rất là ngon và nó đỡ ngán. Còn mình ăn cái cà chiên mà mình hay làm nước sốt thịt băm á thì mình ăn hồi nó cũng ngán mọi người à. Mọi người thay đổi cái vị giống như mình vậy, ăn trông rất là ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món cà này, xem thử cái món cà này nó ngon như thế nào nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ mời mọi người, mình nghĩ là cái cà tím này nó nguyên trái, mình cũng hơi khó bị gấp mọi người. Mình sẽ lấy cái kéo này mình cắt miếng nhỏ thôi nha, để mình gấp mình mời mọi người cùng thưởng thức cái món cà tím này với mình nha. Đây này mọi người, nhìn cái miếng cà trông rất là ngon nha. Và nó có cái độ béo của cái miếng cà mình chiên á, rất là ngon. Và cái nước sốt thì nó thấm vào cái cà, nó có cái vị rất là ngon mọi người à. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình nha. Ngon lắm mọi người, cực kỳ là ngon luôn. Cà thì mềm mềm nha mọi người nha, cà thì chín tới mềm mềm, rất là có cái vị béo. Mình chiên cái cà nó có cái vị béo cực kỳ là ngon luôn. Và cộng lại cái nước sốt của mình đó, mình cho ra, mình cho cái gia vị rất là nhiều loại, chẳng hạn như ớt, tỏi, hành, hành tím và nhiều cái gia vị mình phối lại để cho ra một cái nước sốt cực kỳ là ngon. Nhưng mà đặc biệt đó là mình cho cái cà vào á, mình đâm cùng với nước sốt đó, mình làm trông rất là ngon luôn mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người thêm một miếng nữa nha. Cái vị của nước sốt đó, nó chua chua thanh thanh của cà, cay cay của ớt và thơm thơm của tỏi, của hành, trông rất là ngon mọi người à. Mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, cực kỳ là ngon luôn. Nếu như mọi người thấy cái món này ngon thì mọi người hãy bắt tay vào làm ngay cái món này ăn nha mọi người. Ăn rất là ngon, cơm lắm mọi người. Thì cái món ăn của mình thì đã cho ra đĩa và cũng mời mọi người cùng thưởng thức cái món cà chiên nước sốt của mình rồi. Nếu như mọi người thấy cái món này mọi người thích thì mọi người hãy ủng hộ cho cái video và cái món ăn của mình. Mọi người cho mình một nút like, share và subscribe đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem nha mọi người. Rồi mình xin tạm dừng cái video ở đây. Mình xin hẹn gặp lại mọi người một cái món ăn ngon và một cái video khác. Mình rất mong mọi người ghé ủng hộ cho cái video của mình. Và mọi người xem cái video của mình, mọi người xem full cái video cho mình. Mọi người xem luôn cái bản cáo cho mình nha mọi người, đã ghé xem video và ủng hộ cho cái video của mình. Rồi mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều.